Tôi hướng dẫn các bạn làm một cái video Bitable. Video Bitable và mình sẽ làm một cái video intro hoặc outro cho cái video mới kênh của mình. Ở đây tại trang online làm mình sẽ làm kết hợp ở đây để mình làm một số cái video về giới thiệu cho về cái sản phẩm dịch vụ của mình. Đầu tiên phải login vô ha. Login vô thì mình login bằng cái account Facebook hoặc là Gmail. Login vô đây thì mình sẽ bấm vô cái chỗ review sau, bấm vô chỗ Star Room Start này. Đó, đây mình nhấn Star. Đây mình sẽ làm trình tự đây. Đây có rất là nhiều cái thể loại để mình làm. Làm footable, video footable. Mình làm video, vô đây mình sẽ làm video giống như vậy. Thì đây tôi có một cái video rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ làm, đầu tiên là mình bấm vô cái chọn một cái line đầu tiên nha. Line này thì theo mình chọn muốn ha. Bấm vô slide này. Đó, một slide đầu tiên. Slide đầu tiên mình đi là trường cao đẳng game. Đó, trường cao đẳng game. Đơn vị là nơi đào tạo thực hành. Sell review. Đó. Sell review mình sẽ được cái like. Trong lúc sell mình sẽ add thêm một cái link khác ấy. Đó. Mình lấy thêm một cái nữa đi. Ví dụ đây, đây. Hoặc là đây. Đây đi. Đó. Rồi vào đâu. Mình sẽ dẫn vô cái logo đây mình sẽ có cái logo nha. Logo đâu đây, sao mà có logo. Logo được cái nào ta? Web doanh nghiệp, web shop. Logo được cái nào mình có đây mà ta? Đây. Đó. Bỏ logo vô. Rồi sẽ review. Đó. Rồi. Rồi tiếp theo tới cái này đúng không? Để kiếm mấy cái lót mò, kiếm mấy cái nữa nha. Lót mò. Giờ đây có một người đi. Rồi, kiếm mình con người. Mình sẽ làm cái đây. Hơn 1.000 sinh viên tốt nghiệp có việc tạm ứng dụng này. Rồi tiếp theo tiếp theo mình sẽ con to action nhé. Con to action mình cách phải truy cập trang web gì đó đúng không? Thì đây mình sẽ kiếm một cái nào đó mà nó đang gõ máy tính đó.
Đây. Ví dụ vậy. Đó, rồi xong đúng không? Xong cái ngoài rồi, để mình sẽ xong bốn hình này rồi đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ view nó nhé, review. View. Chờ xíu review cho mình. View cho mình. Rồi sau khi làm xong á mình lắp in vô mới tải được chứ bên kia mình phải mua một viên mới tải được ngang ở đây mình cho cái